Bây giờ đang ngồi kìa anh ạ. Thuyền vẫn đang bình thường. Vâng, xin chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn sẽ trở lại với kênh Xuân Dì Thế Giới Đồ Thể Thao nha. Và các bạn sẽ vào đi để chúng ta sẽ chứng kiến một trận chung kết vô cùng kịch tính. Một trận chung kết mà tái lập lại lịch sử của năm 2020. Trận chung kết trong mơ giữa hai đội thị trấn Vân Du. Và mình phải đọc lại, đó là gã nhà giàu Vân Du. Và bên kia chiến tuyến đó là các cầu thủ đến từ Thạch Cẩm. Đương kim vô địch. Đương kim vô địch của 2020 khi mà đánh bại đối thủ của họ cũng là gã nhà giàu Vân Du. Và năm nay sau một năm tình hình dịch bệnh đã ổn và hai đội này lại tiếp tục góp mặt vào trận chung kết. Nhưng sự khác biệt đó là ở vị trí ngoại binh, khi mà Tú MC được thay bằng ông vua hội làng mới Bùi Văn Cường sẽ cặp với người chim, người trời, người rời và tất cả các thể loại người mùa hồng. Và mùa hồng thực sự là quá nhiều biệt danh. Chim lợn. Và tiếp tục là bên này có sự góp mặt. Ui anh Tú ơi, anh ngồi lên đi, anh đẩy anh ui đừng. Anh đẩy đi anh. Thế thì anh Điệp lên và anh ngồi lên một tí. Đây lên trước cho anh công an đây. Anh Tú ơi ngồi xuống một tí anh ạ, vướng đầu. Anh lên nó vào vướng đầu. Đây này anh ơi. Ngồi bên cạnh anh công an đây. Vâng ok ạ. Hơi mờ ạ. Vâng mờ thì mình sẽ lau cái cam cho mọi người nhé. Mọi người đợi một chút cầm nó cho anh. Mình xin phép mọi người mình lau cái cam nha. Say. Vâng, mình đã lau lại cam rồi. Vâng, xin mọi người bớt chút thời gian chia sẻ giúp mình nha. Vâng, đây là màn khởi động lưới của cả hai đội. Vâng, gã nhà giàu Vân Du năm nay họ có một nội binh không sinh ra và lớn lên trên quê hương Vân Du, đó là Thái Nguyên. Và cùng với đó là một sự trưởng thành vượt bậc của Công Phượng. Vâng, Công Phượng. Ngồi lên đi. Đây chị kia lên muốn chuyển thuốc luôn đấy. Vâng, em chào Huỳnh Trung Hiếu nha, chào tất cả mọi người. Vâng, mọi người bớt chút thời gian chia sẻ giúp mình được không ạ? Mình sẽ ghi bình luận chia sẻ xuống dưới cho mọi người đọc và chia sẻ giúp mình nhá. Sao lúc nãy ngồi đấy được? Anh Nam ơi, không phải đâu. Vô địch anh nha, anh cũng nha, tí để em, anh phải vô địch để em chụp ảnh với anh ấy. Alo Hùng à, đang đi bắn nha. Tùng ơi, đi nghe đọc nhá. Rồi, bắt đầu với chị em, gửi lời chào tất cả anh em. Trên đây, xin chia sẻ một người từ mắt của chúng ta sẽ là trận đấu được chơi. Sắc. Giải năm nay giải quyền công viên trong cao Thạch Thành Thanh Hóa năm 2022.
Vâng. Đúng rồi. Đây là trận chung kết được tái hiện lại lịch sử của 2020 khi mà các cầu thủ Thạch Cầm cũng đối đầu với các cầu thủ thị trấn Vân Du, và Bùi Văn Cường cũng đã trở lại. Sau trận thi đấu bán kết sáng nay thì Bùi Văn Cường đã phải đi sạc pin. Bùi Văn Cường đã phải truyền nước và truyền đạm tại bệnh viện. Và bây giờ thì Văn Cường đang có mặt bên kia chiến tuyến, sẽ cặp với Mỏ Hồng. Không biết rằng cặp đôi Mỏ Hồng và Văn Cường có tái tập lại lịch sử của 2020 khi mà Mỏ Hồng và Tú MC đã gánh một trận đấu lịch sử để đưa các cầu thủ Thạch Cầm lên ngôi vô địch. Và năm đó thì các cầu thủ Vân Du cũng có ngoại binh rất mạnh, đó là ngoại binh Từ Thanh Thuận và Thạch Đen. Năm nay thì các cầu thủ Vân Du còn đầu tư mạnh hơn khi nội binh là Thái Nguyên, chuyền hai anh Đinh Luân của quân khu 4 và Thạch Đen, ông vua Hội Làng. Và mình đã cho máy sáng lên rồi mọi người nhé. Do cái ánh nắng ở ngoài ô nó sẽ phản chiếu, nó phản chiếu nên lúc thì các bạn nhìn thấy sáng, lúc thì các bạn nhìn thấy tối, đúng không ạ? Vâng, trong thời gian thì mọi người có thể bớt chút thời gian chia sẻ giúp mình đi nha. Vâng, xin chào anh Nga Lê. Hiện tại thì ban tổ chức đang làm khâu công tác sân bãi, và bộ phận công an cũng đang điều tiết những quý vị khán giả đã chèn vào sân sau trận tranh giải 3 để cho trận chung kết của chúng ta diễn ra một cách mãn nhãn nhất. Vâng, số 3 là Công Phượng nha mọi người. Vâng, ngày hôm nay thì nội binh của Vân Du có một sự trưởng thành vượt bậc của em Công Phượng, sinh năm 2006, chiều cao 1m92. Hiện tại thì em đang tập luyện cho câu lạc bộ Ninh Bình. Vâng, em mới ra câu lạc bộ Ninh Bình tập luyện được 4 năm tháng rồi, nhưng bây giờ đã chơi rất hay rồi. Vâng, đó là pha khởi động của ông vua Hội Làng mới Bùi Văn Cường. Pha khởi động nổ bóng luôn. Vâng, đó là pha khởi động của Thái Nguyên. Dạ, trận đấu chưa bắt đầu cô ơi, bây giờ mới là màn khởi động của hai đội thôi. Tí nữa thì trận đấu của chúng ta mới bắt đầu, và bây giờ chỉ còn 1 phút khởi động cho cả hai đội thôi. Và mọi người có thể tang tên tất cả những người thân yêu của mình, đặc biệt là hai xã thị trấn Vân Du và Thạch Cầm mà đi muộn không xem được, hoặc là các bạn đang xem ở nhà qua live, hãy tang tên những người thân yêu của mình vào để xem được trận chung kết vô cùng kịch tính này được không ạ? Và như vậy là cả hai đội đã bước vào sân để chào khán giả. Vâng, những tràng vỗ tay của quý vị khán giả trên quê hương Ngọc Trạo đang dành cho cả hai đội. Vâng, trong trang phục áo vàng quân đen, phía bên trước màn ảnh nhỏ của các bạn là các cầu thủ thị trấn Vân Du. Bên kia chiến tuyến trong trang phục cũng áo vàng quân đen, nhưng áo vàng có sọc đỏ là các cầu thủ đến từ xã Thạch Cầm. Vâng, chào tất cả mọi người bớt chút thời gian để chia sẻ giúp mình được không ạ? Đây là những cái bắt tay đoàn kết của cả hai đội trước khi trận thi đấu này diễn ra. Vâng, điều khiển chính của trận thi đấu này là trọng tài Đỗ Văn Trọng, trọng tài cấp quốc gia Việt Nam.
Ngày hôm nay thì ban tổ chức của xã Ngọc Trào đã có một sự đầu tư rất lớn trong khâu tổ chức, đó là mời trọng tài cấp quốc gia về để điều hành những trận thi đấu bán kết và chung kết. Chắc chắn là những trận thi đấu vô cùng kịch tính này sẽ cần những trọng tài có chuyên môn cao, và đó là trọng tài Đỗ Văn Trọng. Và bây giờ là đội hình ra sân của cả hai đội ở vị trí số 1, đó là anh Đình Luân. Vị trí số 2 là Thái Nguyên mang áo số 10. Vị trí số 3 là Công Phượng mang áo số 3. Vị trí số 4 là Bùi Thân. Vị trí số 5 là Thạch Văn Ngô, ông vua hội làng. Và vị trí số 6 là Toàn Ngoan. Và bên kia chiến tuyến ở vị trí số 1. Và vị trí số 1 là cầu thủ mang áo số 9. Vị trí số 2 là Bùi Văn Cường. Vị trí số 3 là cầu thủ mang áo số 11. Số 4 là em Văn Dũng mang áo số 12. Số 5 là Mò Hồng. Và số 6 là cầu thủ mang áo số 4. Vâng, áo số 3 sinh năm 2K6 nha mọi người. Vâng, như vậy là trận thi đấu của chúng ta đã chuẩn bị bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, các cầu thủ thị trấn Vân Du sẽ là những người phát bóng đầu tiên. Và người phát bóng đầu tiên không ai khác đó chính là truyền hai Đình Luân. Vào đây cũng được. Không được. Và như vậy là tiếng còi của trọng tài Đỗ Văn Trọng đã cất lên rồi. Phát bóng sẽ là anh Đình Luân. Hai đội mặc áo màu vàng cả nhà. Trận đấu chúng ta bắt đầu. Bước một tốt của Mùa Hồng và cơ hội trao cho Bùi Văn Cường. Và chắn bóng đầu tiên đó là của Công Phượng. Hai pha tấn công của Văn Cường. Và vừa rồi thì Bùi Trân đã không thể hóa giải Văn Cường. 1-0 nghiêng về các cầu thủ Thanh Cấm. Chắc chắn ngày hôm nay nếu như Mỏ Hồng và Văn Cường lên ngôi vô địch thì đó chính là sự bất ngờ cũng như là lời khẳng định cho gã nhà giàu Vân Du biết rằng vẫn còn hai con quái vật mang tên Bùi Văn Cường và Mỏ Hồng chính là những người hạ bệ họ trong trận chung kết này. Đó là câu trả lời của Thái Nguyên. Và tấn công đi xung quanh sân của các cầu thủ bên phía xã Thạch Cấm, điểm số được san bằng cách biệt là 1-0. Ok ạ. Vâng, xin. Phát bóng đó là Thái Nguyên. Bước một tốt của Văn Cường. Và đây là cơ hội tấn công cho Mỏ Hồng. Bật cao bỏ nhỏ chưa thành công. Và đây là Thạch Đen. Phòng thủ quá hay. Nhưng đó là pha ghi điểm. Pha ghi điểm tốt của vị trí chuyền hai. Vâng, các cầu thủ bên phía viên Vân Du đang kiến nghị chuyền hai ở hàng dưới, nhưng không phải. Chuyền hai của các cầu thủ bên phía xã Thạch Cấm là ở hàng trên. Điểm số 2-1. Bước một tốt. Đó là pha tấn công của Công Phượng. Và một pha tấn công quá hay của Công Phượng thưa các bạn. Vận động viên sinh năm 2006, chiều cao 1m92. Phát bóng là Công Phượng. Bước một tốt. Cơ hội được trao cho Mỏ Hồng. Vâng, phòng thủ. Tấn công quá mạnh của Mỏ Hồng và Thái Quyền đã không thể phòng thủ thành công. Anh ơi, anh xem đẹp mà hàng sau họ ném cái đai lên lên nữa anh ơi. Và điểm số được nâng lên là 3-2. Cơ hội được trao cho Thạch Văn Ngô. Đó là câu trả lời của Thạch Đen. Đen đã có một pha tấn công biên hai xuất sắc, săn bằng cách biệt 3-0 cho cả hai đội. Vâng, như vậy là quý vị khán giả bên ngoài đang rất ô rồi, họ không xem được nên họ rất ô, và đó là pha chắn bóng tốt của anh Đình Luân.
Bằng bọc lót tốt là của Bùi Thân và đây là Thanh Tên. Vẫn còn những pha nỗ lực phòng thủ của cả hai đội là quá hay. Nhưng vừa rồi thì Thạch Đen đã không thể bỏ bóng qua lưới. Điểm số thuộc về các cầu thủ Thạch Cấn 4-3. Đó là pha bỏ bóng thành công của Thạch Đen. San bằng cách biệt là 4-4. Như vậy là quý vị khán giả phía ngoài đang rất khô nên là nó có một đôi chút gián đoạn nha mọi người. Và nếu mà giật ô xuống thì các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh nó sáng ngay đúng không ạ? Phát bóng là của Thạch Đen và cơ hội được trao cho pha tấn công hàng sau của Mộ Hồng. Pha tấn công 3-3 quá hay. Số cho cầu thủ Thạch Cấn 5-4. Bừng một tốt của Thái Nguyên và đây là pha tấn công của Thái Nguyên. Vâng, chỉ có một mình vận động viên chuyền hai chắn bóng thì không đủ với Thái Nguyên. Thái Nguyên có một pha tấn công quá đơn giản. Vừa rồi là một pha đường chuyền rất chất lượng của chuyền hai Đình Luân. Một pha chuyền bóng loại của hoàn toàn hàng chắn của các cầu thủ Thạch Cấn. Bước một là tốt, cơ hội được trao cho biên hai. Một pha tấn công rất mạnh nhưng rất tiếc là bóng đi ra ngoài rồi. Điểm số cho các cầu thủ bên phía Vân Du 6-5. Như vậy là các cầu thủ Vân Du đã vươn lên dẫn trước rồi. Phát bóng sẽ là Toàn Ngoan. Vâng, cơ hội được trao cho Văn Cường. Pha tấn công của Văn Cường là quá xuất sắc. Bóng bóng xuyên tay chắn của anh Đình Luân và Công Phượng rơi xuống phần sân của các cầu thủ thị trấn Vân Du. San bằng cách biệt là 6-6. Bước một tốt của Thái Nguyên. Còn đó là pha tấn công xuất sắc của Công Phượng. Bằng một pha ném gạch xuống sân của Công Phượng. Một vận động viên còn quá trẻ. Nhưng Công Phượng chắc chắn mình nghĩ rằng cũng là một trong những phụ công hay nhất trong giải đấu này. Bước một tốt được cơ hội trao cho Văn Cương. Đó là pha tấn công tốt của Văn Cường. Bóng chạm tay chắn của Bùi Thân và đi ra ngoài. Điểm số lại được săn bằng cách biệt là 7-7 rồi. Và phát bóng tấn công sẽ là Bùi Văn Cường. Văn Cường là một nhân vật đột biến. Mùa Hồng cũng là một nhân vật đột biến. Và kỳ vọng rằng ngày hôm nay hai nhân vật này sẽ đưa Thạch Cấn lên ngôi vô địch lần thứ hai. Và phòng thủ tốt của Văn Cường và tiếp tục là Văn Cường tấn công. Quá xuất sắc của Văn Cường được các bạn. Văn Cường ghi một điểm số và nâng khoảng cách lên là 8-7. Những pha ghi điểm xuất sắc của Văn Cường và Mùa Hồng chắc chắn sẽ là hai mũi nhọn tấn công mà các cầu thủ thị trấn Vân Du sẽ rất khó khăn để hóa giải. Dạ em chào anh ạ. Vâng, hai pha phát bóng tấn công uy lực của Văn Cường và đây là pha tấn công của Thái Nguyên. Câu trả lời của Thái Nguyên vô cùng xuất sắc các bạn ơi. Đó là pha tấn công xuyên hàng chắn của Thái Nguyên. 8-0 rồi. Hai đội giành giật nhau từng điểm số một. Vâng, khoảng cách luôn luôn được san bằng cách biệt. Đứng trước bóng bây giờ là Thái Nguyên. Một pha phát bóng rất hiền của Thái Nguyên và đây là cơ hội trao cho Mộ Hồng. Quá mạnh của Mộ Hồng các bạn. Nếu như mà tấn công như vậy thì quá khó để phòng thủ. Văn Dương đã chọn đúng điểm, chọn đúng vị trí nhưng lực bóng của Mộ Hồng là quá mạnh các bạn ơi. Bước một tốt, cơ hội trao cho Thạch Đen.
Một pha tấn công hay của Thạch Đèn và đây là pha tấn công của Văn Cường. Tiếp tục là pha ghi điểm từ hàng sau 3-3 của Văn Cường. Văn Cường và Mùa Hồng thực sự là đang quá xuất sắc. Điểm số là nâng lên cho các cầu thủ Thạch Cẩm là 18 rồi. Bước một tốt, cơ hội tiếp tục được trao cho Bùi Thân, phòng thủ quá hay của Văn Cường và tình huống bật cao bỏ nhỏ thành công của Mùa Hồng rồi. Và nỗ lực phòng thủ của Văn Cường và pha xử lý đẳng cấp của Mùa Hồng đã mang thêm một điểm số nữa, 11-8 rồi. Ngay lập tức thì ngã gã nhà giàu Vân Du đã xin quyền hội ý đầu tiên trong hiệp thi đấu đầu tiên. Vâng, mình có để ghim bình luận chia sẻ ở phía dưới, mình nhờ mọi người chia sẻ giúp mình nha. Vâng, xin cảm ơn tình cảm của hơn 300 quý vị khán giả đang có mặt trên live của mình. Và mọi người hãy ủng hộ mình bằng một lượt chia sẻ để có thể lan tỏa được tình yêu quê hương bóng chuyền Thanh Hóa, nơi sinh ra và lớn lên của mình, tới tất cả các quý vị khán giả ở mọi miền Tổ quốc. Và chúng ta sẽ tiếp tục trở lại trận thi đấu này. Điểm số bây giờ là 11-8 rồi. Bước 1 là tốt của Thái Nguyên và đây là pha tấn công của Thạch Đen. Bật cao bỏ nhỏ chưa thành công và đây là Bùi Thân. Vâng, Văn Cường phòng thủ thực sự là quá hay. Tiếp tục là Bùi Thân. Lần này thì Bùi Thân không thành công rồi. Ok, anh chào Biên Nguyễn nha. 12-8 rồi. Các cầu thủ Thạch Cẩm đang chơi với một phong độ quá hay. Và sự trục trặc của Vân Du đang khiến họ bị bên phía Thạch Cẩm dẫn với cách biệt là 4 điểm. Nhưng đó là pha phát bóng không qua lưới của Truyền Hải bên phía Thạch Cẩm. Khoảng cách được rút ngắn xuống còn 9-12. Vâng, đây chắc chắn là một trận chung kết trong mơ. Ở trận chung kết đối đầu giữa hai người ngoài hành tinh, mình phải nói là người ngoài hành tinh luôn, Văn Cường và Mùa Hồng đối đầu với một đội hình rất đều của thị trấn Vân Du. Và đó là pha tấn công tốt của Mùa Hồng. Tiếp tục là 13-9. Ok, cảm ơn chị Lê Bé đã cổ vũ cho Vân Du. Bước một tốt là của Tân Cầu và đây là Thạch Đen. Vâng, Thạch Đen chưa thành công. Đó là pha chắn bóng của Nội Minh và đó là Văn Cường. Phòng thủ tốt của anh Đình Luân, đây là Bùi Thân. Không được. Bùi Thân đã tấn công ra ngoài rồi. 14-9. Các cầu thủ thị trấn Vân Du đang gặp một vấn đề lớn. Gặp một vấn đề trục trặc. Vâng, như vậy là các cầu thủ thị trấn Vân Du đang khởi đầu không như mong muốn. Họ đã bị dẫn trước với khoảng cách là 5 điểm rồi. Bước 1 tốt của Thái Nguyên và đây tiếp tục là Thạch Đen. Phòng thủ quá hay của Văn Cường. Vâng, Thạch Đen đập mạnh nhưng Văn Cường thủ còn hay hơn. Vâng, hai pha thủ bóng quá hay của Văn Cường. Vâng, đó là pha tấn công của Nội Bình nhưng phòng thủ cũng hay của Văn Dương. Và tiếp tục là pha tấn công biên hải. Không được. Lần này thì pha tấn công đã không qua lưới rồi. Điểm số được rút ngắn xuống còn 10-14. Nếu như pha bóng đó truyền cho Mùa Hồng, chắc chắn mình nghĩ sẽ có điểm. Phát bóng đó là Thân Công. À xin lỗi các bạn, đó là Bùi Thân. Đây là pha tấn công của Mùa Hồng. Và người chim Mùa Hồng bỏ bóng chưa thành công. Đây là Thạch Đen. Vâng, Thạch Đen cũng đáp trả vào một tình huống bỏ bóng và Thạch Đen đã thành công rồi. Khoảng cách được rút ngắn xuống còn 11-14. Bây giờ chỉ còn 3 điểm cách biệt thôi. Bước 1 là quá hay của Văn Cường và đây là Mùa Hồng. Vâng, Mùa Hồng bị hóa giải rồi. Và hóa giải tốt của
chuyền hại Đình Luân và Toàn Ngoan trước pha tấn công của mùa hồng. Và khoảng cách rút ngắn xuống còn 12-14. Ngay lập tức thì ban huấn luyện và lãnh đội của các cầu thủ Thạch Cẩm đã phải xin hội ý lần đầu tiên trong hiệp thi đấu thứ nhất. Vâng, trong quá trình hội ý thì mọi người dành tay hãy chia sẻ giúp mình nhá. Mình có ghi bình luận xuống phía dưới để mọi người đọc được. Và hãy chia sẻ giúp mình để khích lệ và động viên mình có thể bình luận được hay hơn. Và xin cảm ơn tất cả mọi người. Và mình xin nhắc lại tỷ số bây giờ là 12-14. Vâng, các cầu thủ Thạch Cẩm vẫn đang dẫn trước với khoảng cách 2 điểm. Bước 1 là chưa tốt của Văn Nam. Và đây là Mỏ Hồng. Và một pha đánh đường đi quá hay của Mỏ Hồng. Và pha tấn công vừa rồi thì Mùi Thân chỉ biết lấy tay che mặt. Một pha tấn công đường y là vô cùng uy lực. Và bóng có một quỹ đạo là cắm lăm xuống sân. Điểm số bây giờ được nâng lên 15-12. Bước 1 là tốt của Văn Dương và pha bỏ bóng chưa thành công của anh Đình Luân. Và các cầu thủ Thạch Cẩm đang chơi rất tập trung. Như vậy là đã có lỗi 4 chuyền. Một quyết định hoàn toàn chính xác của trọng tài Đỗ Văn Trọng, trọng tài của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. 16-12. Vòng bước 1 tốt của Thạch Đen. Và đây pha tấn công của ông Vua Hội Làng. Một pha tấn công vào giữa đầu của cầu thủ mang áo số 4. Vòng đó là pha tấn công uy lực của ông Vua Hội Làng. Và ngay lập tức thì ông Vua Hội Làng đó có một hành động rất đẹp, sang xin lỗi cầu thủ mang áo số 4. Vòng đó là nét đẹp của thể thao. Và đó là nét đẹp của ông Vua Hội Làng. Anh ơi, anh ngồi sang bên này được không? Nó bị vào máy rồi. Anh ơi, anh ngồi lùi. Bảo anh số 7 ơi. Anh ơi. Ô mày là tự làm rồi. Anh Hiệp ơi. Tao vào. Anh bảo anh số 7 ngồi lùi xuống đi. Anh ngồi lùi xuống được không ạ? Anh ngồi né được không anh ơi? Nó vướng cái đầu của anh. Vâng, như vậy là điểm số bây giờ lại thuộc về các cầu thủ Thạch Cẩm, 17-14. Anh bảo anh ngồi lùi xuống một tí thôi, nó vướng cái đầu của anh. Anh ngồi lùi xuống một tí anh ạ. Anh ngồi lùi xuống một tí được không ạ? Lùi xuống một tí cho anh. Vào điểm số được rút ngắn xuống còn 15-17. Và đứng trước bóng bây giờ đang là Toàn Ngoan. Anh ơi! Vâng, điểm số bây giờ là 16-17 rồi. Các cầu thủ Vân Du vẫn đang chiến đấu vô cùng kiên cường. Và khoảng cách bây giờ chỉ còn một điểm nữa thôi. Một trận đấu chung kết kịch tính ngay từ những điểm số đầu tiên. Vâng, bước 1 là không tốt của Mùa Hồng. Và đây là Văn Cường, không qua lưới rồi. 17 đều rồi. Nỗ lực của các cầu thủ Vân Du đã san bằng cách biệt là 17 đều rồi. Tiếp tục là Toàn Ngoan phát bóng. Những tình huống phát bóng của Toàn Ngoan là vô cùng khó chịu. Và đây là pha tấn công của Bùi Văn Cường. Chắn bóng thành công của anh Đình Luân. Đó là câu trả lời của Thái Nguyên. Một pha tấn công có thể khiến cho cả trận thi đấu này bùng nổ. Vâng, sẽ khiến cho quý vị khán giả của Vân Du bùng nổ theo. Và tấn công mà tất cả các cầu thủ Vân Du đã chạy khắp sân để ăn mừng. Họ đã vươn lên dẫn trước 18-17 rồi. Vâng, tiếp tục là Toàn Ngoan. Nhưng pha phát bóng của Toàn Ngoan là quá khó chịu. Và 19-17.
Vâng, Toàn Ngoan chính là chú gà son trong hiệp thi đấu này với một cầu phát bóng lên tới 5 điểm số. Cho đến thời điểm bây giờ, cả 4 điểm số mà thị trấn Đông Phương có được nó đều mang trọng dấu ấn của cầu thủ và số 19 đó chính là Nguyễn Văn Toàn, hay còn gọi là Toàn Ngoan. Với những pha phát bóng đầy khó chịu. Và như vậy là khoảng cách bây giờ lại là các cầu thủ bên phía Thạch Cẩm phải là những người đuổi điểm. Và những nỗ lực của các cầu thủ Vân Du đã mang tới cho họ được 2 điểm cách biệt. Anh ơi, anh lùi xuống được không anh ơi? Anh Bầu ơi, anh ngồi lùi được không ạ? Vâng, Văn Cường gõ bóng chưa thành công và cơ hội được trao cho Thái Nguyên. Tấn công tiếp tục là quá tuyệt vời của Thái Nguyên. Và Thái Nguyên đang cho thấy mình là một đầu tàu, có thể gánh vác trọng trách đưa Vân Du lần đầu tiên vô địch trong giải đấu Ngọc Trạo này. Điểm số được nâng lên 20-17. Một cầu phát quá dài của Toàn Ngoan, cầu phát dài như cầu Long Biên, nhưng đó là câu trả lời của Văn Cường. Và bóng này thì Văn Cường đã không cho các cầu thủ bên phía thị trấn Vân Du một cơ hội phòng thủ nào. Ở điểm số được rút ngắn xuống 18-20. Vâng, đây là cơ hội trao cho Thái Nguyên. Và một pha tấn công tốt, bóng lọt tay chắn và đi xuống phần sân của các cầu thủ Thạch Cẩm. 21-18. Vâng, đây là pha tấn công của Văn Cường. Còn nó quá mạnh, Công Phượng đã không thể chắn bóng thành công. Khoảng cách vẫn là 2 điểm số thôi, 19-21. Và bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Bùi Văn Cường. Hy vọng rằng Văn Cường sẽ mang đến những pha phát bóng đột biến để săn bằng cách biệt cho các cầu thủ Thạch Cẩm. Vâng, mình có ghi bình luận phía dưới, quý vị khán giả đọc được thì hãy cho mình một lượt chia sẻ nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, đây là pha tấn công của Thái Nguyên chưa thành công và cơ hội được trao cho Văn Cương. Vâng, phòng thủ không tốt của anh Đình Luân. 20-21, chỉ còn 1 điểm cách biệt thôi. Như vậy là Văn Cường vừa phát bóng lại tấn công hàng sau. Những nỗ lực của Văn Cường là rất đáng ghi nhận các bạn ơi. Vâng, mạnh mẽ, ngang tàng, dứt khoát và thi đấu vô cùng nhiệt huyết, đó chính là Bùi Văn Cường, một chàng trai đến từ quê hương của những vị vua hùng. Vâng, đó là pha bỏ bóng rất thông minh của Thái Nguyên. Anh ơi, anh có thể ra ngoài kia không? Vâng. Vâng, phát bóng là Thái Nguyên. Thái Nguyên là một vận động viên rất toàn diện. Như vậy là lỗi vị trí đã được trọng tài Đình Trọng bắt dành cho các cầu thủ Thạch Cẩm. Ở điểm số bây giờ là 23-20 rồi. Một lỗi rất đáng tiếc của các cầu thủ Thạch Cẩm. Đó là pha tấn công không qua chắn của Mùa Hồng. 20-20. Điểm số là 24-20 rồi. Và các cầu thủ Vân Du đang tràn trề khí thế. Bước 1 là tốt của Văn Nam và đây là pha tấn công Mùa Hồng. Vâng, quá mạnh và Văn Dương đã không thể phòng thủ thành công. Điểm số là 21-24. Các cầu thủ bên phía Thạch Cẩm vẫn chưa có, các cầu thủ thị trấn Vân Du có thể có một chiếc xét thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên này.
bóng. Bước một là tốt và đó là pha tấn công chưa thành công của Thạch Đen. Bóng tiếp tục là Thạch Đen không? Đúng như vậy. Vâng, đó là pha dí bóng thành công của Thạch Đen. Và xin chúc mừng cầu thủ thị trấn Vân Du, họ đã giành chiến thắng 1-0 trước các cầu thủ Thạch Cấm. Và trong năm ngoái, các cầu thủ bên phía thị trấn Vân Du cũng là những người vươn lên dẫn trước. Nhưng sự xuất sắc của Mùa Hồng và Tú MC đã đưa trận thi đấu về hiệp thi đấu quyết thắng thứ 5. Và cuối cùng, Tú MC và Mùa Hồng đã giành chiến thắng. Và chúng ta sẽ cùng chờ ít phút trước khi đến với hiệp thi đấu thứ 2. Trước mắt các bạn đang là Mỏ Hồng và Bùi Văn Cường. Và ngày hôm nay thì Mỏ Hồng và Bùi Văn Cường đang đứng trước một trọng trách rất lớn lao, đó là có thể bảo vệ thành công chức vô địch cho các cầu thủ Thạch Cẩm. Vâng, tiến tới giải đấu này thì mình là một người con quê hương Thanh Hóa cũng có 3 phần quà dành cho những nội binh xuất sắc nhất. Đó là sản phẩm giày sao vàng do mình và đội ngũ cùng sản xuất, cùng nghiên cứu. Và sản phẩm này mình vừa ra mắt vào ngày 3 tháng 4 năm 2022. Và trước đó là sản phẩm giày công ty chất lượng cao và đã có thương hiệu đến bây giờ là bước sang năm thứ 5 rồi. Mọi người cần hãy nhắn tin lên trang để có thể mua được một sản phẩm vô cùng ưng ý. Và chất lượng nha. Em ơi, giới thiệu giày em chờ. Vâng, như vậy chúng ta sẽ cùng tiếp tục hướng mắt vào màn hình. Trận thi đấu của chúng ta đã lại quay trở lại rồi sau khi hai đội nghỉ giữa hiệp. Trước mắt các bạn đang là các cầu thủ đến từ Thạch Cấm. Như vậy là có một bó hoa của quý vị khán giả dành cho thị trấn Vân Du. Nếu thắng trong trận thi đấu chung kết này, họ sẽ nhận được phần quà là 15 triệu đồng. Và một phần quà khích lệ với thị trấn Vân Du. Và gã nhà giàu Vân Du năm nay đang tràn trề cơ hội. Và họ đã khát khao chức vô địch này lâu lắm rồi. Và bóng đầu tiên, một cơ hội được trao cho pha tấn công của Văn Cường. Bóng quá mạnh của Văn Cường nhưng bóng vẫn còn trong cuộc. Và trọng tài Đỗ Văn Trọng đã cất còi. Như vậy là pha chắn bóng của các cầu thủ bên phía thị trấn Vân Du đã phạm lỗi chạm lưới. Điểm số là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Thạch Cấm. Vâng, pha tấn công chưa qua chắn được của Thái Nguyên. Hai pha chắn bóng liên tiếp nhưng lần này thì rất tiếc, bóng đã đi ra ngoài rồi. Điểm số được san bằng cách biệt là 1-0. Vâng, tỷ số bây giờ là 1-0 nghiêng về các cầu thủ thị trấn Vân Du nhỉ. Em gửi chai nước xem này cho thằng của em bên kia cái. Đó là pha tấn công quá mạnh của Văn Cường nhưng bóng đi vào giữa vị trí của Bùi Thân. Và đây là cơ hội trao cho Mỏ Hồng. Và tấn công rất mạnh nhưng phòng thủ là quá hay của Thái Nguyên. Và đây là Bùi Văn Cường. Những pha tấn công và những pha phòng thủ quá tuyệt vời. Vâng, đó là pha tấn công của
đến khá vậy, nhưng mà các cầu thủ Vân Du phòng thủ vô cùng xuất sắc. Phải đến pha tấn công thứ tư thì Mo Ong mới mang về một điểm cho các cầu thủ bên phía Thạch Cẩm. Thực sự là các cầu thủ Vân Du đang quá đều. Và tiếp tục là pha phạt bóng của Bùi Văn Cường. Và một trận thi đấu chung kết quá mãn nhãn. Những tình huống ra bóng như ra giò, nhưng mà các cầu thủ Vân Du vẫn phòng thủ được. À, em chào anh ạ. Vâng, chào Tống Dũng nhà. Vâng, chào Hà Cường nhá. Vâng, đó là pha phát bóng không thành công của đó là pha bám chắn không thành công của Bùa Hồng. Vâng, điểm số được san bằng cách biệt là 2-2. Vâng, như vậy là Công Phượng đã có một pha phát bóng đi ra ngoài. Đường khoảng cách là 3-2 cho các cầu thủ Thạch Cẩm. Vâng, đó là pha chuyền bóng cho ông vua Hội Làng, nhưng mà chắn bóng rất tốt của Văn Dũng không được rồi. Pha chuyền bóng của Văn Dũng là quá thấp và Mùa Hồng đã không thể ghi điểm cho các cầu thủ Thạch Cẩm trong pha chuyền bóng lỗi vừa rồi. Điểm số bây giờ là 3-3 nghiêng về cả hai đội. Bước một là tốt của Mùa Hồng. Vâng, cơ hội trao cho Mùa Hồng. Vâng, quá cao. Vâng, ba cộng vận động viên bám chắn với Mùa Hồng nhưng vẫn chưa đủ. Vâng, Mùa Hồng phải nói là một người có sức bật quá kinh khủng. Một pha đánh bóng vào đường y cắm lằm của Mùa Hồng. Vâng, nâng khoảng cách bây giờ là 4-3. Một sự khởi đầu của các cầu thủ Thạch Cẩm vẫn đang rất ok. Nhưng ở thời điểm cuối thì hy vọng rằng các cầu thủ Thạch Cẩm sẽ chơi ổn định. Vâng, đó là pha tấn công chưa thành công của Thạch Đen. Và đây là cơ hội phản công dành cho Bùi Văn Cường. Cú bóng tốt của Bùi Thân. Và pha bỏ bóng của anh Đình Luân là đi ra ngoài rồi. Điểm bây giờ được nâng lên là 5-3. Những nỗ lực của Văn Cường thực sự là quá xuất sắc. Đây. Vâng, khoảng cách bây giờ chỉ là 4-5 thôi. Các cầu thủ bên phía Vân Du vẫn đang bị dẫn trước một điểm, nhưng đội hình của họ là có chiều sâu hơn các cầu thủ bên phía xã Thạch Cẩm. Và đây là Bùi Văn Cường. Và tấn công hàng sau là chưa thành công. Và đây là Thái Bá Nguyên. Và tấn công chưa qua lưới của Thái Nguyên. Mặc dù đó chỉ là một vận động viên nội binh bám chắn thôi, nhưng pha tấn công của Thái Nguyên không qua được một cầu thủ mang tên là lưới. Còn điểm số bây giờ được nâng lên là 6-4. Bước một tốt của Thạch Đen và cơ hội tiếp tục được trao cho Thái Nguyên. Lần này thì Thái Nguyên vẫn không qua được hàng chắn của các cầu thủ Thạch Cẩm. Bây giờ điểm số được nâng lên là 3 điểm cách biệt rồi, 7-4. Vâng, đây là pha tấn công của Thái Nguyên. Lần này thì Thái Nguyên đã thành công. Pha tấn công xuyên hàng chắn của Thái Nguyên và đi ra ngoài. Điểm số được rút ngắn xuống còn 5-7. Phạt bóng là toàn ngoan. Bước 1 là tốt. Và như vậy là lỗi không? Vâng, đó là pha tấn công tốt của Thái Nguyên và khoảng cách được rút ngắn xuống còn 6-7 rồi. Bước
Vâng, một tốt của Văn Nam và đây là pha tấn công của Văn Cường. Pha tấn công nhưng phòng thủ tốt là của Bùi Thân và cơ hội vẫn còn nguyên. Tiếp tục là cơ hội cho Mùa Hồng, không được. Pha tấn công của Mùa Hồng đã bị đi ra ngoài mất rồi. Còn khoảng cách của chúng ta lại bị san lấp. Hai đội được san bằng cách biệt là 7 đều và trận đấu của chúng ta lại trở về vạch xuất phát. Vâng, như vậy là Toàn Ngoan đã phát bóng ra ngoài rồi. Và mình cảm thấy cầu phát bóng của Toàn Ngoan là rất son. Mỗi lần Toàn Ngoan xuất phát bóng thì các cầu thủ thị trấn Vân Du đều ghi được rất nhiều điểm. Vâng, điểm số bây giờ nâng lên là 8-7 cho các cầu thủ bên phía Thạch Cẩm. Bước một tốt là của Thái Nguyên và đây là pha tấn công. Một pha tấn công chuyên thuật quá hay của Thái Nguyên. Vâng, lần sau chuyền hai Đình Luân và tấn công xuống phần sân của cầu thủ Thạch Cẩm. Vâng, khoảng cách lại được san bằng là 8 đều. Vâng, một tốt của Văn Nam và đây là pha tấn công của Bùi Văn Cường. Một pha tấn công không có một cơ hội phòng thủ nào cho các cầu thủ bên phía thị trấn Vân Du. Vâng, không ai nghĩ Bùi Văn Cường có thể thi đấu hay đến như vậy. Khi mà chỉ cách đây vài tiếng thôi, Văn Cường đang phải nằm trong bệnh xá để truyền nước. Vâng, đó là pha tấn công không thành công của Công Phượng. Công Phượng đã bị hóa giải bởi Bùi Văn Cường và điểm số được nâng lên cho các cầu thủ xa Thạch Cẩm là 18. Và bắt bóng vừa rồi rất tiếc là đã đi ra ngoài rồi. Vâng, như vậy là cầu thủ mang áo số 9 Nam Lưu là cầu thủ đang mang trên mình đôi giày công ty chất lượng cao và mẫu này mình sản xuất từ năm 2019. Không hiểu đến bây giờ nó vẫn còn nằm trên chân của Nam Lưu. Vâng, 3 năm rồi mà vẫn đi được. Thực sự là quá kinh khủng. Vâng, điểm số cho các cầu thủ bên phía Thạch Cẩm 11-9. Vâng, đó tiếp tục là pha tấn công của Bùi Văn Cường. Vâng, mẫu trắng đỏ này mình sản xuất từ năm 2019 thưa các bạn. Mà bây giờ Nam Lưu vẫn đi được và chưa hề thay đế các bạn nhé. Các bạn thấy đó vẫn là bộ đế hoàn chỉnh từ lúc mà nó sản xuất. Phát bóng tấn công là Bùi Văn Cường. Phát bóng quá mạnh nhưng chuyền một quá hay của Văn Dương và đó là câu trả lời của Bùi Thân. Điểm số cho các cầu thủ bên phía thị trấn Vân Du là 10-11. Vâng, một tốt của Văn Cường và đây là Mùa Hồng, không được. Và tấn công Mùa Hồng là đã chạm vào cột end zone. Vâng, 11 đều cho cả hai đội rồi. Vâng, Văn Cường đang rất nóng rồi. Vâng, Văn Cường chắc chắn là cởi áo. Vâng, chúng ta đang nhìn thấy body của Văn Cường trước màn ảnh nhỏ của các bạn. Vâng, một body khiến cho chị em quê hương Ngọc Trảo phải xao xuyến lưu luyến. Vâng, Văn Cường mặc áo giữ nhiệt nhưng mà quá nóng. Và Văn Cường đã phải cởi áo ra để bắt nước. Vâng, như là áo vừa dúng nước các bạn ạ. Đó là mồ hôi của Văn Cường. Mồ hôi đang thi đấu và cống hiến cho xã Thạch Cẩm trên giải Ngọc Trảo năm nay. Vâng, chúng ta tiếp tục trở lại trận thi đấu này. Điểm số bây giờ là 11 đều. Vâng, phát bóng sẽ là pha phát bóng của Công Phượng. Bước một là tốt của Văn Nam và đây là pha tấn công của Văn Cường. Đó là pha tấn công quá hay của Văn Cường. Một pha Văn Sơn. Vâng, pha Văn Sơn của Bùi Văn Cường. Mình nghĩ pha Văn Sơn vừa rồi Văn Cường rất có thể là lệch cột sống các bạn ạ. Pha tấn công mà rất khó cơ.
rất khó cho các vận động viên có thể xử lý. Đây là pha tấn công của Thách Đen, pha tấn công chéo sân là vô cùng nguy lực, và pha bóng đó thì trong sân rất nhiều. Điểm số bây giờ là 12-2, hai đội liên tục vươn lên dẫn điểm rồi lại san bằng cách biệt. Ở trận thi đấu, ở hiệp thi đấu thứ hai này đúng là đang vô cùng kịch tính. Bước một, pha bỏ bóng rất tinh quái của Văn Nam, nhưng trọng tài quyết định bóng trong sân. Vâng, trọng tài biên quyết định bóng trong sân. Điểm cho cầu thủ Vân Du 13-12. Như vậy là gió đã đổi chiều, các cầu thủ thị trấn Vân Du đã lại vươn lên dẫn trước. Và đây là Văn Cường, Văn Cường không thành công. 14-12 rồi. Trọng trách rất lớn đang được đặt lên vai Văn Cường. Vâng, Văn Cường chắc chắn phải chơi với 300% công lực thì mới có thể gánh vác được trọng trách to lớn này. Nếu như Văn Cường và Mùa Hồng đưa các cầu thủ Thạch Cẩm lên ngôi vô địch thì chắc chắn năm nay và ngày hôm nay Văn Cường về sẽ có một biệt danh mới, đó chính là siêu nhân. Điểm số được rút ngắn khoảng cách là 13-14. Đó là pha tấn công tốt của Mùa Hồng. Bước một là quá hay của Thái Nguyên, hóa giải thành công trước pha tấn công nhanh của Toàn Ngoan. Vâng, điểm số là 14-0. Vâng, quá xuất sắc của cả hai đội. Vâng, liên tục dẫn trước và liên tục san hòa. Và chắn bóng là quá kín của Mùa Hồng và Toàn Ngoan không thể làm gì khác. Bước một là tốt, tiếp tục là pha tấn công của Thanh Đen. Rất tiếc là pha tấn công lại không qua lưới rồi. Điểm số là 15-14. Các cầu thủ Thạch Cẩm lại là những người vươn lên dẫn trước. Các cầu thủ thị trấn Vân Du đã xin hội ý lần đầu tiên trong hiệp thi đấu thứ hai này. Mọi người bớt chút thời gian chia sẻ giúp mình được không ạ? Hơn 400 người, những bạn nào vào sau mà chưa thể chia sẻ giúp mình, hãy dành cho mình một tình cảm và chia sẻ để mình có động lực bình luận được hay hơn cho mọi người được không? Và như vậy đứng trước bóng bây giờ là Văn Dũng. Vâng, Văn Dũng cũng đang mang trên mình một đôi giày công ty chất lượng cao của mình. Vâng, đó là pha tấn công trên tay chắn của ông vua ngôi làng Thạch Đen. Một pha tấn công trên hoàn toàn tay chắn của Nam Lưu. Điểm số được san bằng cách biệt là 15-15. Thạch Đen bây giờ khá ngọt lắm, không phải Thạch Đen như mấy giải gần đây đâu. Thạch Đen đã trở lại và lợi hại gấp bội. Ngày hôm nay anh Đen lại mang trên mình một đôi giày trắng và một điểm nhấn rất lớn của Thạch Đen. Đó là pha tấn công trong sân của Mùa Hồng. Pha tấn công đường y thực sự là quá hay. Ôi trời ơi, quá tuyệt vời. Điều bị phát ra vừa và kết thúc đường y quá tuyệt vời. Trường Hồng Danh đã vừa giúp cho Thạch Cẩm lên điểm số 16. Và Ngọc Danh là một cầu thủ có quá nhiều biệt danh. Vâng, vua bịp, người chim, người trời và người rời nữa các bạn ạ. Hai ông vua hồi làng đối đầu với nhau. Đây là pha tấn công của Thái Nguyên, bóng tốt của Văn Nam. Vâng, cơ hội được trao cho Văn Cường. Rất tiếc cho Văn Cường. Pha tấn công là hay. Vâng, mặc dù là bóng quá khó nhưng Văn Cường đã có một pha tấn công tốt. Rất tiếc là độ chuẩn xác của nó đã không nằm trong sân. Điểm số lại được san bằng cách biệt là 16-16. Bước 1 là tốt của Văn Cường. Không phải, đó là pha bước 1 bị sang sân. Đây là Thái Nguyên. Còn bóng ngoài sân. Như vậy là các cầu thủ thị trấn Vân Du lại vươn lên dẫn trước 17-16 rồi. Còn như vậy là chú gà son Toàn Ngoan lại đang có một cầu phát bóng mà có thể khiến cho các cầu thủ xã Thạch Cẩm phải nao núng và lúng túng. Ông bước một tốt.
Vâng, đây là pha tấn công của Văn Cường. Vâng, lần này thì Văn Cường đã cắt được chuỗi phát bóng của Toàn Ngoan rồi. 17 đều. Và tỷ số là 17 đều cho đội bóng. Quả ưu tiên vời của người Văn Cường ở vị trí điểm đến. Vòng một là tốt. Cơ hội được trao cho Thái Nguyên và Thái Nguyên chưa qua được chặn tay chắn của Nam Lưu. Tiếp tục là Thái Nguyên. Phong Phú một tay là xuất sắc. Vâng, đây là Mùa Hồng. Vâng, thành công rồi. Một pha tấn công hàng sau quá hay của Mùa Hồng. Và điểm số được nâng lên cho cầu thủ Thạch Cầm là 18-17. Pha bóng vừa rồi là một pha bóng mang đậm dấu ấn của Mùa Hồng. 18-17. Và vừa rồi thì chúng ta cũng vừa thấy pha chọi gối của Bùi Văn Cường và Thái Nguyên. Lần này thì Thái Nguyên đã thành công với một pha tấn công chạm tay chắn và đi ra ngoài. Điểm số cho các cầu thủ thị trấn Vân Phù là 18 đều. Ôi trời ơi. Vâng, tỷ số xét thì bây giờ các cầu thủ Vân Du đang dẫn trước với tỷ số là 1-0. Và đây là diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai nha. Đây là pha tấn công của Văn Cường. Vâng, bóng trong sân. Như vậy là pha hóa giải thành công đó là của Bùi Thân trước pha tấn công của Văn Cường. Và điểm số được nâng lên là 19-18. Như vậy là các cầu thủ Thạch Cầm đã xin quyền hội ý lần thứ hai trong hiệp thi đấu thứ hai này. Mùa Hồng và Bùi Văn Cường đang phải dừng để dưỡng sức. Thời tiết thì bây giờ rất khó chịu. Nắng Thanh Hóa là một cái nắng mà chúng ta có thể cháy da cháy thịt. Và nắng miền Trung và kết hợp với gió Lào thì các bạn biết là nó khó chịu như cỡ thế nào. Và phát bóng là anh Đình Luân. Và điểm số bây giờ là 18-19. 19-18 và đây là Mỏ Hồng. Phòng thủ tốt của Văn Dương và đây là Thái Nguyên. Và tiếp tục là pha tấn công tốt của Thái Nguyên. Và điểm số bây giờ là 20-18. Bước một tốt của Văn Nam. Và đây là pha tấn công của Văn Cường. Và kết thúc quá hay của Văn Cường. Và rút ngắn khoảng cách là 19-20. Cách biệt cũng chỉ là một điểm số mong manh mà thôi. Nam Lưu sẽ là vận động viên phát bóng cho các cầu thủ thị trấn Vân Du. À xin lỗi, Thạch Cầm. Và Thái Nguyên tấn công nhưng đó là pha tấn công ra ngoài. Và 20 đều. Hoan hô cho cả hai đội và nỗ lực của cầu thủ Thạch Cầm đã được đền đáp xứng đáng rồi. Vâng, những tràng vỗ tay không ngớt của quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì Trào Lứa Ngọc Trào đã đón tiếp hơn 10.000 quý vị khán giả. Vâng, đó là pha tấn công tốt của Thái Nguyên. Và Thái Nguyên đã đưa các cầu thủ bên phía thị trấn Vân Du vươn lên dẫn trước 21-20. Và vị trí hàng trên bây giờ đã là ông vua hội làng Thạch Đen đã lên cầu trên. Và Thái Nguyên đã xuống hàng sau. Vâng, đây là pha tấn công của Bùi Văn Cường. Tấn công quá hay của Văn Cường các bạn. Điểm số bây giờ là 21 đều. Văn Cường vẫn đang thi đấu rất kiên cường. Vâng, cái tên Cường nó có rất nhiều ý nghĩa. Nó là cường quốc, nó là kiên cường. Vâng, và Văn Cường đang chứng minh mình được sinh ra để trở thành một huyền thoại của các vận động viên đánh hội làng.
Vâng, rất tiếc đó là pha phát bóng chạm cột ăn tiền của Bùi Văn Cường. 22-21. Vâng, đứng trước bóng bên kia đang là Công Phượng. Đường một là tốt của Văn Cường. Đây là Mỏ Hồng. Vâng, pha tấn công chưa thành công của Mỏ Hồng. Tiếp tục là Mỏ Hồng. Phòng thủ tốt của anh Đình Luân. Và cơ hội trao cho Thạch Đen. Bóng thành công. Ông Vô Hội Làng đã bị lỗi sang chân. Điểm số cho cầu thủ bên phía Thạch Cầm 22 điểm. Vâng, đây là cơ hội trao cho Thạch Đen. Vâng, một cơ hội rõ ràng được cao cho, không được, nhường cho Bùi Văn Cường. Và Văn Cường thì không nhảy tấn công. Và một cơ hội đã trôi qua vô cùng nối tiếc với các cầu thủ Thạch Cầm. Một cơ hội thực sự là điểm nhấn trong trận đấu này. Vâng, điểm số bây giờ đã là 23-22 và một cơ hội được trao cho thị trấn Vân Du và mang tên Thạch Đen chưa thành công. Và đây cơ hội được trao cho Mỏ Hồng. 23 đều. Quá xuất sắc cho Mỏ Hồng. Vòng trận thi đấu này nếu như lập lại lịch sử thì phải thi đấu đến xét đấu thứ 5 cơ. Chúng ta phải còn chờ một thời gian rất dài nữa. Và đây là Thạch Đen. Thành công rồi. 24-23. Và tấn công là vô cùng tinh tế của Thạch Đen. Vâng, nhờ 450 bạn có thể chia sẻ giúp mình được không ạ? Chia sẻ để mọi người có thể xem được một trận cầu vô cùng kịch tính này. Và phát bóng sẽ là Thạch Đen. Văn Cường, đây là Mỏ Hồng. Tổng tốt của Mỏ Hồng và điểm số là 24 đều. Còn quá sung sức thưa các bạn. Và hiện tại thì bình luận viên cũng đang dần mất giọng nói của mình rồi. Nếu như Thạch Cầm giành chiến thắng thì trận đấu của chúng ta sẽ hay hơn rất nhiều. Vâng, chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho Thạch Cầm đi. Vâng, đó là pha xử lý trên lưới quá hay của Thái Nguyên. Và 25-24. Nam và đây là Mỏ Hồng. Trong sân 25 đều. Vâng, vô cùng kịch tính cho một trận thi đấu chung kết. Vâng, như vậy mới là tính chất của một trận chung kết. Các cầu thủ tranh giành nhau từng điểm một số một. Đây là pha tấn công của Thái Nguyên. Vâng, một cơ hội trao cho ai đây, không được. Còn đó là cái chân quá hay của Mùa Hồng ngoài sân không. Rất tiếc đó là pha bóng trong sân. Như vậy là sự không hiểu ý nhau của Thạch Cầm đã đánh mất đi một cơ hội quá quý giá để vươn lên dẫn trước. Như vậy là các cầu thủ nội binh của Thạch Cầm chỉ biết tự trách mình trong pha bóng vừa rồi. Một cơ hội quá rõ rệt rồi. Như vậy là Văn Nam lại bị chấn thương rồi. Vâng, Văn Nam trước đây đã bị lật khớp gối. Và bây giờ rất có thể Văn Nam lại bị lật lại.
điểm số bây giờ là 26-25. Và hy vọng rằng Thạch Cẩm sẽ vươn lên săn bằng cách biệt để trận đấu của chúng ta hay hơn. Câu trả lời của Văn Cường, câu trả lời quá xuất sắc, 26-26. Và như vậy là các cầu thủ bên phía Thạch Cẩm Vĩnh ơi ngồi đi em ơi. Vĩnh ơi, Vĩnh ơi. Vĩnh ơi ngồi xuống Vĩnh ơi. Không được. Và chắn bóng là chưa thành công của Văn Cường và điểm số lại được nâng lên là 27-26. Và các cầu thủ Vân Du vẫn đang thi đấu kiên cường. Và cùng với đó là sự lì lợm của Thạch Cẩm khiến cho set 2 của trận thi đấu chung kết này đang vô cùng hay và kịch tính. Ngoài sân rồi. Và phát bóng của Thái Nguyên đã đi ra ngoài và điểm số được nâng lên là 27-27. Vâng, chúng ta tiếp tục thi đấu. Và bây giờ sẽ là pha phát bóng của Bùi Văn Cường. Một pha phát bóng mà sẽ mang đến rất nhiều sự chờ mong cho các cầu thủ xã Thạch Cẩm. Với những pha phát bóng tấn công có thể gây ra sự đột biến. Văn Cường bước một không tốt. Hoan hô Văn Cường. Và như mình đã nói, pha phát bóng có thể mang đến đột biến cho các cầu thủ xã Thạch Cẩm. Và Văn Cường đã đưa các cầu thủ Thạch Cẩm vươn lên dẫn trước rồi. Điểm số là 28-27. Vâng, quá xuất sắc. Vâng, tiếp tục là pha phát bóng tấn công của Bùi Văn Cường. Đây là sự đột biến mang tên Bùi Văn Cường. Rất mạnh. Bước một là tốt rồi. Vâng, thạch đen của nó thành công. Vâng, điểm số là 14-24 thưa các bạn. Xin lỗi các bạn là 28-28. Vâng, hai đội rượt đuổi nhau từng tỷ số một. Vâng, quá cảm xúc với trận thi đấu chung kết này. Ông bước một tốt của Mùa Hồng. Đây là pha tấn công của Mùa Hồng. Rất tiếc. Đây là thân gâu. Quả bóng chưa thành công. Cơ hội trao cho Văn Cường. Chưa thành công. Vâng, cơ hội vẫn còn. Và đó là thân gâu chưa thành công. Thân gâu đã chạm lưới rồi. Điểm số là 29-28 cho cầu thủ Thạch Cẩm. Lên đến 15k. Trận đấu này đến thứ 2-3 điểm là lên được. Vâng, nhìn giờ 500 anh chị em chia sẻ giúp mình được không ạ? 29-28 và đây là thạch đen. Cơ hội một món quà. Bùi Văn Cường, Bùi Văn Cường chưa thành công thưa các bạn. Đây là thân gâu ngoài. Vâng, 1-1. Xin chúc mừng các cầu thủ Thạch Cẩm đã săn bằng cách biệt. Vâng, điểm số là 30-28. Một trận đấu nghẹt thở, một trận đấu vô cùng kịch tính và các cầu thủ Thạch Cẩm đã săn bằng cách biệt 1-1. Một trận chung kết trong mơ của cả hai đội. Và khán giả như bùng nổ, đúng rồi. Và bây giờ tỷ số là 1-1 thì trận thi đấu của chúng ta sẽ hay hơn rất nhiều. Và trong thời gian nghỉ giữa hiệp, các bạn hãy cho mình một lượt chia sẻ được không ạ? Hãy chia sẻ để lan tỏa tới tất cả mọi người. Và mọi người hãy yêu mến mình và cho mình một lượt chia sẻ đi. Một trận chung kết mà chắc chắn sẽ khiến cho tất cả các bạn hài lòng và mãn nhãn trên quê hương Ngọc Trạo. Và ngày hôm nay thì Cường Cá và Bùi Văn Cường đã phải đi truyền nước truyền đạm. Và đến bây giờ thì thời tiết cũng đã dịu hơn rồi. Hy vọng sức mạnh của Bùi Cường và Mùa Hồng sẽ lại trở lại để có thể tiếp sức cho các cầu thủ xã Thạch Cẩm chiến đấu hết mình với một đối thủ đáng gờm là thị trấn Vân Du. Hãy
Vâng, trong thời gian nghỉ giữa hiệp mình sẽ cho các bạn chứng kiến bầu không khí tại quê hương Ngọc Trảo. Và một trào lửa đến từ quê hương Ngọc Trảo. Các bạn biết là từng từng lớp lớp quý vị khán giả, phải đến 50 lượt quý vị khán giả ngồi đứng, phải đến hơn 100 lượt quý vị khán giả ngồi đứng ở trên khán đài các bạn ơi. Vâng, đây phía sau các bạn nhìn thấy không ạ, một rừng người. Vâng, bây giờ con số khán giả có thể lên tới 13.000 người rồi. Vâng, mãi tít bên kia các bạn ạ, cách mình bây giờ cũng phải tầm 5-70 mét là quý vị khán đài bên phía xa kia. Các bạn có thấy không? Rất đông quý vị khán giả có mặt ở đây. Và đây là những chiếc ô tô được quý vị khán giả chờ đến sân để xếp người lên và xem. Vâng, một trận thi đấu mà chứng kiến quá nhiều cảm xúc. Trận chung kết trong mơ. Và tất cả huyện Thạch Thành mình nghĩ rằng đang có mặt ở đây rồi. Và những người hâm mộ trên quê hương Thạch Thành nói chung, nói riêng và toàn tỉnh Thanh Hóa nói chung ngày hôm nay cũng đã hành trình một quãng đường rất xa, kể cả những quý vị khán giả từ những huyện lân cận như là Hà Trung và như tỉnh lân cận như Hòa Bình cũng đã đều về đây để xem giải đấu này. Một giải đấu có số mã trong giải đất hình chữ S này rồi. Ở xin mời quý vị khán giả hãy hướng mắt vào màn hình để chúng ta theo dõi hiệp thi đấu thứ ba. Em chào anh Đăng Tĩnh nha. Vâng, một trận thi đấu quá căng thẳng. Và mình bình luận vừa rồi thì cũng mắc volume rồi. Và giọng của mình cũng đã chuyển sang một chất giọng mới rồi các bạn ơi. Và hiệp thi đấu thứ ba của chúng ta đã bắt đầu. Đó là pha tấn công của Văn Cường chưa thành công. Và cơ hội tiếp tục được trao cho Văn Cường. Phòng thủ tốt của Thạch Đen và đây là cơ hội trao cho Thái Nguyên. Vâng, chưa thành công và tiếp tục là pha 3-3 của Mộ Hồng. Phòng thủ không thành công của Văn Sương và điểm số là 1-0 cho cầu thủ Thạch Cẩm. Tấn công thực sự là như một quả bom ném xuống các cầu thủ của thị trấn Vân Dụ. Hoàng Văn Cường đang có một cầu phát bóng và 2-0 dành cho cầu thủ Thạch Cẩm. Bước 1 là tốt. Cơ hội trao cho Thái Nguyên. Hoàng bỏ bóng chưa thành công. Hoàng 3-0 rồi. Như vậy là các cầu thủ Thạch Cẩm đang bùng nổ. Một sự khởi đầu như mơ trong hiệp thi đấu thứ ba này. Họ đã vươn lên dẫn trước với khoảng cách là 3 điểm số rồi. Tiếp tục sẽ là một pha bóng tấn công của trung tâm Đông Văn Phòng. Một pha bóng tấn công của từng giây phút cao.
phòng thủ tốt của Văn Dương và đây là Thái Nguyên. Phòng thủ tốt của Văn Cường nhưng cơ hội vẫn được trao cho cầu thủ bên phía Vân Du. Vâng, lần này Văn Cường thành công, không thành công rồi. Nỗ lực của Văn Cường đã không thể đưa được trái bóng vào phần sân của cầu thủ Thành Cường và khoảng cách được rút ngắn xuống còn 1-3. Bây giờ là tình huống phát bóng của Thái Bóng Nguyên. Tấn công của Mùa Hồng là chưa thành công và đây là Thái Nguyên. Vâng, pha phòng thủ quá hay của Văn Cường. Nói chính xác hơn nó là pha lấy tay che mặt thành công của Văn Cường. Và Thạch Đen đã bị hóa giải bởi Mùa Hồng. Điểm số được nâng lên là 5-1. Xin lỗi các bạn, là điểm số bây giờ là 4-1 nghiêng về các cầu thủ Thạch Cẩm. Cơ hội được trao cho Bùi Thân và tấn công xuất sắc của Bùi Thân. Và điểm số bây giờ là 2-4 cho cầu thủ Vân Dũng. Vâng, đó là pha phát bóng của Công Phượng và trao cơ hội cho Mùa Hồng. Quá xuất sắc của Mùa Hồng, bóng hoàn toàn trong sân. Bóng trong sân được bạn. Vâng, như vậy là trọng tài viên vừa rồi đã không hề tập trung một chút nào. Bóng trong sân rất nhiều thưa các bạn. Và một pha bóng rất oan cho cầu thủ Thạch Cẩm. Và như vậy là Thạch Cẩm đã xin tạm dừng hội ý. Trọng ơi, Trọng ơi, gọi gọi trọng tài biên lại. Quyết định rồi nhưng gọi lại thì người ta tập trung. Đó là điều hành của trọng tài chính. Tình huống nó qua rồi nhưng mình phải nhắc nhở để chúng tập trung vào tình huống bóng tiếp theo thì không có lỗi nữa. Vâng. Và như vậy chúng ta sẽ tiếp tục trở lại sân. Còn đây là pha phát bóng của Công Phượng và cơ hội được trao cho Mộ Hồng. Bóng rất mạnh của Mộ Hồng. Pha bóng này thì trong sân rồi và trọng tài biên còn không dám phất cờ các bạn ơi. Vâng. Trong sân rồi. Và như vậy là trọng tài viên đang không hề tập trung. Như vậy trong một trận đấu căng thẳng như thế này thì sự làm việc của trọng tài là vô cùng quan trọng. Nếu như chỉ cần một chút lơ là thôi với những tình huống tấn công rất mạnh của các vận động viên thì sẽ qua đi và chúng ta sẽ không thể đưa được quyết định chính xác. Bóng điểm được rút ngắn xuống còn 4-5. Và đây là pha tấn công của Mùa Hồng. Pha tấn công vô cùng uy lực của Mùa Hồng. Những pha nã đại bác của Mùa Hồng thực sự là đang mang đến quá nhiều cảm xúc cho quý vị khán giả đang có mặt tại Trào Lửa Ngọc Trạo ngày hôm nay. Và điểm số bây giờ là 6-4. Và như vậy là Mùa Hồng vừa rồi nhận được một bó hoa tươi thắm của quý vị khán giả, thưởng nóng luôn. Bằng những bông hoa đồng tiền được quý vị khán giả thưởng nóng cho Mùa Hồng. Bằng đây là pha tấn công của ông vua Hội Lạt. Nhưng phòng thủ là quá hay của Mùa Hồng. Tiếp tục bóng không được. Đó là pha tấn công chưa qua lưới của Mùa Hồng. Điểm số được rút ngắn xuống còn 5-6. Bước 1 là tốt. Đây là pha tấn công của Văn Cường. Văn Cường không qua được giày trắng của Toàn Ngoan và anh Đình Luân. Và điểm số bây giờ là 6-6.
rất xuất sắc cho cả hai đội. Và phát bóng tiếp tục là Thạch Đen, ông vua Hội Lạc. Bước một là xuất sắc của Văn Cường và đây là pha tấn công của Văn Cường. Pha tấn công là trên hoàn toàn tay trắng của anh Đình Luân rồi. Nâng khoảng cách điểm lên là 7-6. Khoảng cách bây giờ chỉ là một điểm mong manh thôi. Vâng, cơ hội được trao cho Toàn Ngoan. Một pha tấn công quá hay của Toàn Ngoan. Và điểm số lại được săn bằng cách biệt 7-7. Vâng, chú gà son Toàn Ngoan lại xuống cầu phát bóng của mình. Liệu rằng Toàn Ngoan có đưa các cầu thủ thị trấn Vân Du vươn lên dẫn trước với nhiều khoảng cách điểm không? Phát bóng rất khó chịu. Và đây là mỏ hồng. Còn tiếp tục là cầu phát son của Toàn Ngoan. Còn chú gà son đang chứng minh những pha phát bóng của mình là khó chịu đến cỡ nào. Các cầu thủ Vân Du đã vươn lên dẫn trước rồi. 8-7. Pha tấn công hàng sau của Mùa Hồng. Pha tấn công tốt. Và như vậy là quyết định trọng tài đã được đưa ra. Các cầu thủ Vân Du đã phạm lỗi dính bóng. Và điểm số bây giờ là 8-8. Bước một tốt, cơ hội đó là pha bỏ bóng ngay từ bước hai của chuyền hai Đình Luân. Và các bạn thấy chuyền hai có sự ăn tập chuyên nghiệp nó khác bọt thế nào. Rất ít các chuyền hai phong trào và chuyền hai nội binh có thể xử lý được những pha bỏ bóng nhanh như vậy. Và chỉ có những người được ăn được tập thì mới có những pha bỏ bóng từ bước hai kín đến vậy mà thôi. Bóng vẫn còn trong cuộc. Và đây là Mỏ Hồng, ngoại sân mất rồi. Và tấn công của Mỏ Hồng, bóng đã đi ra ngoài. Và điểm số bây giờ là 18 dành cho cầu thủ Vân Du. Các cầu thủ Vân Du đã vươn lên với khoảng cách 2 điểm số rồi. Vâng, cơ hội trao cho Văn Cường. Nỗ lực của Văn Dương là quá hay. Đây là Thái Nguyên. Vâng, bỏ bóng chưa qua được tay của Mùa Hồng và tiếp tục là Văn Cường. Chắn bóng thành công của Công Phượng. Và hóa giải thành công của Công Phượng trước tình huống tấn công của Văn Cường. 11-8 cho cầu thủ thị trấn Vân Chủ. Phản Dũng không qua được tay của Thái Nguyên. Và điểm số bây giờ là 12-8 cho cầu thủ thị trấn Vân Du. Như vậy là các cầu thủ Vân Du đang chơi với sự bản lĩnh hơn và đội hình của họ có chiều sâu hơn. Và đây là Văn Dũng, một pha tấn công quá hay của Văn Dũng. Và Thái Nguyên đã phạm lỗi chạm lưới rồi. Điểm số được rút ngắn còn 9-12. Và như vậy là pha tấn công hay của Thái Nguyên. Khoảng cách điểm được nâng lên là 13-9. Và các cầu thủ bên phía Vân Du đã vươn lên dẫn trước khoảng cách là 4 điểm rồi. Như vậy là càng chơi thì các cầu thủ Thạch Cẩm với sự kỳ vọng của hai ngoại binh, nhưng thể lực của hai ngoại binh sẽ càng ngày càng xuống. Và đó là một bất lợi rất lớn cho các cầu thủ Thạch Cẩm. Ở bước một tốt của Văn Cường và đây là Mỏ Hồng. Còn thành công của Công Phượng. Còn những pha chắn bóng liên tiếp của Công Phượng. Và một cầu thủ với chiều cao 1m92
sinh năm 2006. Và Công Phượng đang tràn trề sẽ là một cầu thủ lớn trong tương lai của quê hương thị trấn Vân Du. Vâng, xin mời mọi người vào sau có thể bớt chút thời gian chia sẻ giúp mình được không ạ? Và mọi người cần đồ thể thao, cần giày với giá tiền rẻ nhưng mà chất lượng thì hãy nhắn tin lên trang để các bạn có thể mua được những sản phẩm chất lượng nha. Màu áo của cầu thủ Vân Du đang mặc cũng được làm từ duân dị thế giới đồ thể thao. Và hy vọng rằng màu vàng mà thị trấn Vân Du đang mang trên mình sẽ mang đến sự may mắn và chiếc cúp vô địch cho các cầu thủ thị trấn Vân Du. Và phát bóng là Thái Nguyên. Vâng, bước một tốt và đó là Văn Dung. Vâng, một pha tấn công quá hay của Văn Dung. Đó là một nội binh xuất sắc của bên phía các cầu thủ Thạch Cẩm, có thể san sẻ bớt gánh nặng cho Bùi Văn Cường và Mùa Hồng, để cho Văn Cường và Mùa Hồng có thời gian để nghỉ ngơi. Bước một là tốt và đây là Thạch Đen. Vâng, pha tấn công tốt của Thạch Đen nhưng phòng thủ là quá hay của các cầu thủ bên phía Thạch Đồng. Và đây tiếp tục là Thạch Đen chắn bóng thành công. Một cơ hội tiếp tục trao cho Bùi Thân. Một cơ hội trao cho ai đây? Và pha vấn tông của Văn Dung. Xuất sắc của Văn Dung. Điểm số được rút ngắn xuống còn 11-14. Vâng, đó là pha chuyền hai của Văn Cờ. Xin lỗi là Văn Cớ các bạn nhé. Bước một tốt và tiếp tục là Thạch Đen. Vâng, Thạch Đen bỏ bóng chưa thành công nhưng pha cứu bóng của Mùa Hồng đã không thể đưa bóng ra khỏi lưới. Và điểm số được nâng lên cho cầu thủ Vân Du là 15-11. Vâng, một giải đấu quá khắc nghiệt với các ngoại binh. Vâng, Văn Cường đang bị hết pin rồi. Văn Cường bị căng cơ, đang phải ngồi ngoài sân các bạn ạ. Và buổi sáng ngày hôm nay với một trận chung bán kết nghẹt thở thì Văn Cường cũng phải đi truyền nước. Nếu như Văn Cường không thể thi đấu tiếp thì thực sự trận thi đấu của chúng ta sẽ ngã ngũ ngay. Còn đó là bước một không thành công của Mùa Hồng nhưng cơ hội là vẫn còn. Một pha bắt bước một lỗi của chuyền hai Đình Luân. Và điểm số được rút ngắn còn 12-16. Đó là một pha vào chồng trước tuyệt vời của Thạch Đen. Một pha chạy chiến thuật quá hay của các cầu thủ thị trấn Vân Du. Và điểm số là 17-12. Đây là Thạch Đen. Và tấn công hay của Thạch Đen và khoảng cách được nâng lên là 18-12. Còn các cầu thủ Vân Du đang dẫn trước khoảng cách 6 điểm rồi. Một cơ hội rất lớn để họ giành chiến thắng trong hiệp thi đấu thứ hai này. Xin lỗi các bạn, là hiệp thi đấu thứ ba. Phòng thủ một tay của Bùi Thân và đây là Thái Nguyên. Rất tiếc là pha bóng vừa rồi bóng chưa qua lưới. Và điểm số được rút ngắn còn 13-18. Đây là 5 điểm dành cho bên phía của thị trấn Vân Du. 18-13. Rất cách biệt rồi.
Và như vậy là các cầu thủ bên phía Thạch Cẩm đang có phần hối ý. Như vậy là một đội binh sẽ phải vào sân. Như vậy là Văn Cường không thể thi đấu được, cho nên là các cầu thủ nội binh sẽ phải vào sân để thi đấu cho Văn Cường. Không biết là Văn Cường có thi đấu được tiếp không. Nếu như Văn Cường không thi đấu được tiếp thì chắc chắn các cầu thủ Vân Du sẽ là những người được hưởng lợi lớn nhất, và các cầu thủ Thạch Cẩm sẽ gặp một mất mát to lớn, một mất mát mà họ sẽ không thể nào mà có thể bù đắp được, một mất mát mà họ không bao giờ có thể lấp đầy được. Họ không đủ nhân tố để lấp đầy khoảng trống của Bùi Văn Cường bỏ lại các bạn ạ. Vâng, khoảng trống của Mùa Hồng là rất lớn và khoảng trống của Bùi Văn Cường cũng quan trọng như vậy. Hai đầu tàu, và bây giờ đã bị mất đi một đầu tàu rồi, thì các cầu thủ Thạch Cẩm đã giảm đi 50% sức mạnh. Và đó là pha chắn bóng tốt, đó là pha chắn bóng của Nam Lưu trước pha tấn bóng chờ tấn công của Thạch Đèn, và khoảng cách được rút ngắn còn 14-18. Bước một là tốt của Văn Dương, và đây là pha tấn công của Thạch Đèn chưa thành công, chuyền đỡ bóng đi, pha tấn công của Mò Hồng không thành công, rất tiếc là bóng chưa qua lưới. Điểm số là 19-14 cho cầu thủ thị trấn Vân Du. Còn bóng trong sân, như vậy như vậy là trọng tài viên sẽ phải lại gặp trọng tài chính. Còn như vậy mình đã nói rồi, một thoáng mất tập trung thì rất dễ trận thi đấu của chúng ta sẽ đi sang một gã rẽ khác, và có thể trọng tài chính có quyền chất quyền điều hành của trọng tài viên. Vâng, trong luật bóng chuyền thì trọng tài chính có thể yêu cầu ban tổ chức thay bất cứ một vị trọng tài nào. Bóng trong sân, điểm số cho cầu thủ Thạch Cẩm là 15-19. Còn đó là pha tấn công tốt của Thái Nguyên và điểm số là 20-15. Đường một tốt, cơ hội trao cho vận động viên nội binh. Một pha tấn công quá mạnh, nhưng phòng thủ là tuyệt vời của Thạch Đèn. Hai pha phòng thủ xuất sắc của cầu thủ thị trấn Vân Du, và tiếp tục là nội binh. Ba quả tấn công chưa thành công. Vâng, liệu có quả thứ tư không? Vâng, pha tấn công thứ tư. Không phải, đó là pha nhỡ. Vẫn còn, cơ hội trao cho Mùa Hồng. Không được. Điểm số được nâng lên 21-15. Các cầu thủ Vân Du xin hội ý lần thứ hai trong hiệp thi đấu thứ ba này. Và như vậy trận đấu của chúng ta tiếp tục. Văn Nam lại được đưa vào sân. Và cơ hội được trao cho biên 4. Bỏ bóng chưa thành công. Và bọc lót là quá hay của Văn Cơ. Phòng thủ tuyệt vời của Thạch Đèn. Và trước thời cơ đó là cầu thủ mang áo số 23 vừa vào sân. Vâng, điểm số được rút ngắn xuống 16-21.
Được một tốt của Thạch Đen. Vâng, đó là pha tấn công hay của Công Phượng. Vâng, rất lâu rồi chúng ta mới thấy Công Phượng lên tiếng. 22-16. Vâng, Công Phượng năm nay mới 16 tuổi thôi. Vâng, quả bóng chưa thành công của Văn Cớ. Và đây là cơ hội trao cho Thái Nguyên. Phòng thủ tốt của Bồ Hồng. Vâng, người chìm Bồ Hồng thành công. Một pha tấn công rất tiếc là bóng đã đi ra ngoài. Điểm số bây giờ là 23-16. Vâng, dù chắc chắn đến 85% chiến thắng trong hiệp thi đấu thứ ba này rồi. Vâng, cái chân quá hay của Thái Nguyên. Vâng, một pha đánh bóng ngẫu hứng, một pha bỏ bóng giật lưới. Vâng, Thái Nguyên đang định chạy về lấy đà nhưng tình huống nhỡ bóng và cái chân đã làm việc vô cùng nghe lời để đưa quả bóng sang sân. Điểm số bây giờ là 24-16 rồi. Và tấn công thành công của Bồ Hồng. Và điểm số bây giờ là 17-24. Bồ Hồng đang cố gắng ở quyết tâm rất cao giành tấm điểm số 1. Vâng, Bồ Hồng đang phải gánh trọng trách và đang phải gánh cả phần việc của Bùi Văn Cường để lại. Bây giờ thì chỉ có một mình Bồ Hồng phải chiến đấu với một đội hình Vân Du là quá mạnh. Vâng, 25-17. Vâng, như vậy là các cầu thủ Vân Du đã vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-1. Chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút để đón xem hiệp thi đấu thứ tư trong trận chung kết của Chào Lửa Ngọc Trạo năm nay. Vâng, như vậy là Văn Cường không biết hiệp thi đấu thứ tư có tiếp tục được không. Vâng, xin cảm ơn bình luận viên Quang Tùng vừa rồi đã thay mặt cho ban tổ chức của giải Ngọc Trạo truyền tải tới nhà tài trợ thương hiệu giày Sao Vàng có 3 phần quà cho các cầu thủ nội binh xuất sắc nhất, tấn công xuất sắc nhất, chuyền hai xuất sắc nhất và vận động viên phòng thủ libero xuất sắc nhất sẽ nhận được 3 phần quà, đó là 3 đôi giày của nhãn hiệu Sao Vàng dành cho các cầu thủ nội binh. Vâng, và nhãn hiệu Sao Vàng cũng cảm ơn tới ban tổ chức đã cho nhãn hiệu Sao Vàng được đồng hành cùng với Chào Lửa Ngọc Trạo. Vâng, và năm 2020 thì nhãn hiệu Sao Vàng cũng đã đồng hành với Ngọc Trạo rồi và tiếp tục tình yêu quê hương đó để lan tỏa tới quý vị khán giả. Và trong những năm tới nữa thì chắc chắn thương hiệu Sao Vàng cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị khán giả Ngọc Trạo thân yêu
để mang tới những sự khích lệ, những sự động viên cho các vận động viên đang thi đấu trên sân. Với những phần quà nhỏ thôi nhưng tình cảm thì thực sự là rất lớn lao. Nếu như mọi người cần những trang phục và những đôi giày thương hiệu Sao Vàng chất lượng với giá thành chỉ có 690.000 thôi, bây giờ bán giá không lợi nhuận, thì hãy liên hệ với Quang Tùng Sport hoặc là Duân Dị Thế Giới Đồ Thể Thao để có thể mua được những sản phẩm chất lượng này các bạn nhé. Và có cả kênh của em Minh Nam Sport nữa. Các bạn có thể liên hệ với Minh Nam Sport để mua được những đôi giày chất lượng này. Trời mẹ ra mồi. Và như vậy là chúng ta tiếp tục hướng mắt vào màn hình để theo dõi hiệp thi đấu thứ tư diễn ra giữa hai đội Thạch Cẩm và thị trấn Vân Xu. Và trước mắt màn ảnh nhỏ của các bạn là các cầu thủ đến từ thị trấn đến từ xã Thạch Cẩm, và bên kia chiến tuyến là các cầu thủ thị trấn Vân Xu. Và tỷ số bây giờ là 2-1 nghiêng về Vân Xu. Phát bóng là Minh Chiến. Vâng, chắn bóng tốt của cầu thủ thì Thạch Cẩm và điểm số là 1-0. Bây giờ thì một mình Mò Hồng đang phải chiến đấu với một đội hình vô cùng mạnh của thị trấn Vân Du. Ở như vậy Văn Cường đang cần sự chăm sóc của bác sĩ rồi. Như vậy là Văn Cường đã không thể thi đấu tiếp được các bạn ạ. Một sự nỗ lực của Văn Cường. Như vậy là cái nắng của quê hương miền Trung là rất khắc nghiệt. Văn Cường đã chiến đấu hết sức mình với một trận bán kết vô cùng kịch tính của buổi sáng ngày hôm nay dưới thời tiết nắng nóng 40 độ. Và chiều nay thì cũng đã thi đấu hai xét đấu vô cùng căng thẳng rồi. Và đến bây giờ thì Văn Cường đã không thể thi đấu được nữa. Đó là một sự mất mát rất lớn dành cho cầu thủ Thạch Cẩm. Vâng, đó là pha chắn bóng bằng đầu của Mùa Hồng. Và đây là cơ hội trao cho Mùa Hồng. Vâng, chưa thành công. Và một pha tấn công hàng sau của Thái Nguyên. Và tấn công của Thái Nguyên quá uy lực. Điểm số là 2-2 cho cầu thủ thị trấn Vân Dục. Bóng. Bóng.